Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin sau. Top 10 người cao nhất thế giới. Các bạn thân mến, chiều cao trung bình của thế giới hiện nay là 1,77m đối với nam và 1,63m đối với nữ. Tuy nhiên, trên thế giới này, có rất nhiều người có chiều cao rất khủng. Họ trở thành những người khổng lồ khi có chiều cao trên 2m. Sau đây, mời các bạn cùng Top Tin TV điểm qua 10 người có chiều cao nhất thế giới nhé! 1. Takiola sinh ra ở Wimi, Maroc vào năm 1982. Năm 18 tuổi, anh được bác sĩ của trường yêu cầu xét nghiệm máu vì kích thước bất thường của mình, được chẩn đoán mắc bệnh cực to. Trong một năm đã có đợt tăng trưởng cao 1m. Takiola đã trở thành kỷ lục Guinness thế giới về bàn chân lớn nhất thế giới trên người sống. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2011, bàn chân trái của anh ấy có kích thước 38,1cm và chân phải là 37,5cm. Anh có chiều cao 2,46m. 2. Kosen sinh ngày 10 tháng 12 năm 1982 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đã không thể tiếp tục việc học vì chiều cao quá khổ của mình. Anh chỉ nhận được những công việc nhà nông bán thời gian. Mặc dù có một chiều cao quá lớn, nhưng anh luôn phát huy những lợi thế vốn có của mình, như có thể nhìn thấy được một khoảng cách lớn và giúp đỡ gia đình những công việc nhà, như thay bóng đèn, treo rèm cửa. Anh cũng có những nhược điểm như không thể tìm thấy quần áo vừa kích cỡ của mình do anh sở hữu đôi bàn chân dài. Anh luôn gặp khó khăn khi di chuyển trên một chiếc xe cỡ trung bình. Chiều cao của anh là 2,51m. Anh là người cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ, là người có đôi bàn tay to nhất thế giới. 3. Sun Mingming được ví như người khổng lồ của làng bóng rổ thế giới khi sở hữu chiều cao lên tới 2,36m. Tuy nhiên, Mingming sớm chia tay sự nghiệp bóng rổ và chuyển sang làm diễn viên. Mingming còn lập kỷ lục Guinness khác. Anh cưới cô vợ Susan 1,87m và trở thành cặp vợ chồng cao nhất thế giới. Với tổng chiều cao 4,23m, hai người được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới năm 2016. Sau khi tới trụ sở London, Anh xác nhận. 4. Bao Sisan sinh năm 1951 tại Trung Quốc. Ông có một chiều cao bình thường cho đến khi 16 tuổi. Khi đó, ông trải qua một sự tăng trưởng bộc phát không rõ nguyên nhân và đạt đến chiều cao 2,36m sau 7 năm. Ông thi hành nghĩa vụ quân sự của mình ở Nhân dân Giải phóng quân trong 3 năm và chơi bóng rổ cho đội bóng của quân đội cho tới khi ông mắc bệnh thấp khớp. Từ đó, ông xuất ngũ. 5. Zelderfan sinh ngày 5 tháng 7 năm 1972, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Sơ Trang, Trung Quốc. Cô là phụ nữ cao nhất thế giới, 2,36m và nặng 157kg. Câu chuyện về người phụ nữ khổng lồ này bắt đầu lan truyền nhanh chóng khi cô đi khám bệnh ở tuổi 15 vì một căn bệnh. Các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác căn bệnh nhưng quyết định không chữa cho cô vì gia đình cô không có 4.000 nhân dân tệ cho cuộc phẫu thuật. Sau đó, nhiều công ty đã cố gắng đào tạo cô trở thành một ngôi sao thể thao. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị bỏ dở vì sao quá yếu. Vì không biết chữ nên từ năm 1992, Delphine đã kiếm sống bằng cách cùng cha đi du lịch và biểu diễn. Sau đó, cô ra đi cuối năm 2012. 6. Mortiza Mezos sinh ngày 17 tháng 9 năm 1987 tại Russia là một vận động viên bóng chuyền ngồi người Iran. Anh cao 2,46m. Mezos được sinh ra với một tình trạng y tế hiếm gặp gọi là chứng to cực, được kích hoạt bởi việc sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng trong tuyến yên của não sau khi các mảng tăng trưởng của cơ thể đóng lại. Vào năm 2018, anh đã giúp Iran giành chức vô địch World Cup bóng chuyền. 7. Hồ Văn Trung sinh năm 1984 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cao 2,35m và nặng 110kg. Khi sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường. Đến năm 18 tuổi, anh Trung mắc bệnh sốt cao trong thời gian dài, nên gia đình đưa đi các phòng khám tư nhân gần nhà để thăm khám và uống thuốc. Sau khi hết thuốc, khoảng một năm sau, cơ thể của anh Trung bỗng dưng phát triển bất thường khi ngày càng cao và nặng ký thêm. Điều này đã làm cho việc di chuyển của anh khó khăn hơn. Do mặc cảm nên Hồ Văn Trung đã sống ẩn dật tại vuông tôm bên rừng Đước ở huyện Ngọc Hiển, cũng như hạn chế đi ra ngoài. Năm 2019, Hồ Văn Trung qua đời sau một tuần phẫu thuật ruột già. 8. Igor Vokosvinsky sinh ngày 18 tháng 9 năm 1982
là một sinh viên luật người Mỹ gốc Ukraine, diễn viên và là người sống cao nhất ở Hoa Kỳ. Anh cao 2m35. Volkovinsky đã đóng phim và quảng cáo, bao gồm cả bộ phim hài How Pass năm 2011 và được biết đến nhiều hơn khi mặc chiếc áo phông có dòng chữ Người ủng hộ Obama lớn nhất thế giới tới cuộc biểu tình của Barack Obama. Chiều cao của Volkovinsky được cho là do một khối u đè lên tuyến yên của anh khiến nó tiết ra một lượng hormone tăng trưởng quá mức. Năm 2021, anh qua đời do mắc bệnh tim. 9. Radhani Chabit sinh ngày 27 tháng 10 năm 1968 tại Tunisia. Radhani Chabit đã được kỷ lục Guinness Thế giới ghi vào danh sách người đàn ông cao nhất với chiều cao 236cm. Cũng như những người có chiều cao đột biến khác, anh đi lại khó khăn. Anh có niềm đam mê với bóng rổ nhưng chiều cao quá khổ và chậm nên anh không thể là vận động viên. Vì vậy, anh sống như một người nông dân kín tiếng. 10. Robert Borowski sinh ngày 17 tháng 7 năm 2000 là một cầu thủ bóng rổ đại học Romania gốc Hungary với chiều cao 2,31m. Anh ấy đã thu hút sự chú ý với chiều cao đặc biệt của mình. Đến năm 12 tuổi, anh đã cao 2,18m, vượt qua cả cha mình. Anh ấy đã là chủ đề của các nghiên cứu y khoa gần như suốt cuộc đời của mình. Có một điều đặc biệt về chiều cao của anh so với những người còn lại là anh cao do di truyền chứ không phải là một bệnh nội tiết tố hoặc hội chứng phát triển quá mức như những nhân vật trước đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!